Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm áo sơ mi nha em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho anh em rất nhiều các cái thương hiệu lớn nổi tiếng như là Burberry này, Gucci này, Dolce & Gabbana, Givenchy. Ngoài ra thì rất nhiều các con áo siêu phẩm khác cho anh em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ đồng giá cho anh em là 299k cho một sản phẩm nhé. Ngoài ra thì những cái áo siêu phẩm thì em sẽ có giá là 500.000 cho anh em nhé. Thì em sẽ báo giá theo từng áo khác nhau nhé. Cái áo này em sẽ không báo giá thì là 299.000 anh em nhé. Rồi thì hôm nay em sẽ lên cho anh em khoảng 30 mã nhé. Từ mã M1 đến mã M30 anh em nhé. Rồi em sẽ lên cho anh em mã đầu tiên này của em Burberry nhé. Con này sản xuất tại Portugal này, con size XL này. Đấy, sản xuất tại Tây Ban Nha. Đây, con này rất đẹp nhé. Đây, cổ áo này, họa tiết rất đẹp luôn này anh em này. Đây. Cổ áo rất đẹp luôn anh em này. Đây, cúc cũng dập hiệu nhá. Họa tiết thêu này, họa tiết thêu này. Đấy, con này thì là nó hơi áo nó hơi bạc một chút nhá, nhưng cái màu tướng màu anh em mặc ra là vẫn là ok nhá, không hề ảnh hưởng gì đâu. Đây. Hàng tác này. Đây, con này tác nâu nhá, cốt tông 100%. Đây, có cả tem cốt này, mã vạch này anh em nhé. Con này là mã M1 này. Vai 51, bụng 59, dài 76 nhá. Dài tay là 67 anh em nhé. Mã M1 500.000 anh em nhé. M1 này. Con này độ mới đã rơi tầm khoảng 87-88%. Mã M1. Mã tiếp theo này, con này của Raika này, áo hoa, màu rất là đẹp luôn này anh em, áo hoa. Cổ của nó thì là cổ kiểu cổ áo thun nhá. Đây, con này độ mới khoảng 90% anh em nhé. Túi này, đây có túi nhá, cũng có là màu cực kỳ đẹp luôn này. Thế con này áo rất hay nhá. Mã M2 này, vai 49, bụng 56, dài 78 và dài tay là 58 anh em nhé. Đây, thường thì những cái áo hàng của Nhật ấy thì là nó làm dài tay, nó sẽ làm trong cái khoảng từ 55, 57, 58 gì đấy, để cho anh em mặc nó đến đây nhá, để mình còn đeo thêm cả phụ kiện đồng hồ rồi vòng tay các thứ anh em nhá. Đây, con áo này màu rất đẹp luôn này. Mã M2 nhá, vai 49, bụng 56, dài 78, dài tay là 58 anh em nhá. Đây, con này thì là chất liệu của nó là chất liệu polyester nhé. Con này thì vải của nó là vải siêu mỏng, siêu mỏng luôn anh em nhé. Đây, tác nâu này. Đây, cái tác này nó hơi mờ một chút rồi. Đây, vải siêu mỏng luôn, mặc như không mặc anh em nhé. Vải cực kỳ là mỏng luôn, rất nhẹ. Mã M2, vai 49, bụng 56, dài 78, dài tay 58. Mã tiếp theo này, mã M3 nhé. Con này của Rosam Club này. Đây, cũng thương hiệu được Nhật nhá. Đây, tác này rất mới luôn, con này mới về 95%. Đây, cổ cũng kiểu cổ áo polo nhá. Đây, cúc anh em nhìn này, cúc màu trông có mê không, cực đẹp luôn này. Đây, cúc vỏ sò nhưng mà nó còn kiểu như là, đây nó sọc này, màu cực đẹp luôn này. Và tiếp theo này, đây kiểu áo Hawaii ấy. Mã M3 này, vai 47, bụng 54, dài 69 và dài tay là 57 nhé. Dài tay 57, rất vừa phải luôn. Đây, con này nó như là áo mới luôn anh em nhé. Như là áo mới luôn. Đây, con này là chất liệu polyester nhé. Polyester 100%. Mã tiếp theo này em lên tiếp tục cho anh em một em Burberry tiếp nhé. Con này 100% cotton này, hàng London này. Form size 42 nhé, là form size L này. Con này độ mới nó rơi tầm khoảng độ 88% thôi anh em nhé. Đây, tiếp theo ngựa theo rất to và đẹp này. Rất to và đẹp, họ thiết kẻ sọc này, cúc cũng dập hiệu nhá, tất cả cúc đều dập hiệu anh em nhá. Mã M4 này, vai 48, bụng 57, vai 48, bụng 54, dài 70 và dài tay là 57 anh em nhá. Mã M4 này, mã M4, con này cũng 500.000 anh em nhá, 500. Đây, tay của nó hai cúc này. Đây, tác đây anh em nhá. Con này là 35% polyester, còn lại cốt tông này, nó chỉ có một cái tác nhỏ thôi anh em nhé. Tác nhỏ thôi. Mã M4 này.
Mã tiếp theo này, một em Linen Scott này, form size M nhá, Linen Scott này. Con này màu gọi là màu tím à, màu thồng tím, rất là đẹp luôn. Đây con này 19% nhá, gần như là áo mới luôn. Cúc ngọc trai dập hiệu này anh em này, cực kỳ sang luôn. Đây họa tiếp theo này. Như con áo của Linen Scott thì giá của nó thường dao động từ 100 đến khoảng 150 bảng Anh, tức là nó rơi tầm khoảng độ 2-3 triệu đấy anh em nhé. Này, đây con dưới này cũng có thêm một cái tag này, áo trông rất sang luôn này. Mã M5 này, vai 46 bụng 53, dài 67 và dài tay là 55 anh em nhé. Này, cực sang luôn anh em. Đây, cúc dự phòng này, chất liệu 50% là polyester, 50% là cái chất này em không dài, chữ này em chưa đọc bao giờ, nó là chất pha nhé, polyester pha nhưng mà em nghĩ nó là pha cốt tông thôi, hoặc là cốt tông loại đặc biệt gì đó, chữ nó hơi dài mà em không dịch được. Mã M5 nhé. Mã tiếp theo này, một em cổ tàu nhá, trông cực kỳ là sang trọng luôn, áo màu cam này anh em này, em nhìn họa tiết quần áo này, đây viền cổ này, thêu nhá, rất đẹp luôn này, cúc này trông rất là đẹp, anh em nhìn này, cúc này rất đẹp luôn này. Ở mã M6 này, vai 48 bụng 57, dài 73 và dài tay là 56 nhá. Đây, áo này vạt ngang này, cổ tàu này. Đây, hai cúc này. Đây, con này là polyester 100% nhá. Đang này. Mã M6 này. Mã tiếp theo này, mã M7 nhá. Của em Columbia nhá. Áo này Columbia thường thương hiệu rất lớn nhá. Áo nó cũng tầm phải vài triệu, toàn 3-4 triệu đấy anh em nhá. Đây. Con này là chất chất của nó là co giãn anh em nhá. Chất co giãn đấy. Co giãn nhẹ đấy. Columbia made in Việt Nam nhá. Made in Việt Nam này. Đây cái công nghệ Omnicell đây. Công nghệ này em không biết là cái gì. Đây, con này mới nó khoảng 95% nhá, như là mới luôn. Đây, có túi này, túi dính này anh em nhá, túi dính này. Bên này lại có thêm cả quả kéo nữa nhá. Đây. Quả kéo này. Thêm một cái tag này. Mã M7 nhá. Vai 46 bụng 54, dài 79 và dài tay là 67 anh em nhá. Dài tay 67. Đây. Đây, cái đoạn trên này nó có một cái đây. Nó như kiểu là một cái lớp bảo vệ ấy. Bảo vệ chắc là chống tia UV hay nhào ấy đây. Mã M7 anh em nhé. Đây, bên này nó có này anh em này. Đây, cái này để cho nó thoáng khí này. Tag đây, mã QR này. Áo rất chất luôn. Con này là 88% polyester nhé. Còn lại 12% là elastan này. Này, tag này. Cúc dự phòng này. Mã M7 anh em nhé. M7. Ở vai 46 bụng 54, dài 79 và dài tay là 67. Mã tiếp theo này. Tiếp theo em lại lên cho anh em Burberry London nhé. Burberry này. Và con này đồ mới nó đây, con này thì nó cũng hơi bạc một tí ở đây rồi. Đây anh em nhìn này. Đây, cái đồ mới con này nó rơi tầm khoảng 85% đây anh em nhé. 85%. Và tiếp theo này. Theo này. Đây, có cúc nhá. Cúc con này không dập hiệu nhá. Cúc không dập hiệu anh em nhé. Mã M8 này, vai 52 bụng 65, dài 75 và dài tay là 64 anh em nhé. Dài tay là 64. Đây. Em áo Burberry họa tiết kẻ. Con này là 500.000 anh em nhé. Đây, con này là hàng sản xuất tại Bồ Đào Nha nhé. Đây. Sản xuất tại Bồ Đào Nha, 100% cốt tông, sản xuất Barcelona Bồ Đào Nha. Đây. Mã M8 này. Mã tiếp theo này. Tiếp theo em cổ tàu nhé, con này của Volant này. Đây, cũng màu tím nhá. Trông cực kỳ là cuốn hút luôn. Đây, màu tím như là bên đây. Áo nó có cái họa tiết kẻ anh em nhé. Kẻ này. Cổ tàu. Đây, cúc cũng thế này anh em này. Cúc này.
màu rất là sang luôn, không size M nhé. Con này mới cũng phải 95% như áo mới luôn. Đây, có túi này anh em nhé, có túi này. Đây, màu áo trông rất là sang luôn. Mã M9 này, vai 46, bụng 53, dài 69 và dài tay 57 anh em nhé, dài tay 57. Áo rất là đẹp luôn. À, con này là chất cốt tông nhé, cốt tông 100% tác như mới luôn. À, mã M9 này. À, mã tiếp theo này, mã M10 nhé, con này là Andre Incochi, hàng made in Italy anh em nhé, made in Italy này. Đây, cổ áo polo này, đây. Cúc rất đẹp luôn này, ống ánh này, cực kìa đẹp luôn anh em nhé. Đây, có túi này. Đây, một con áo cực kìa sang luôn, rất VIP. Vạt bầu anh em nhé, áo vạt bầu này. Mã M10 này, vai 45, bụng 53, dài 70. À, dài tay là 66 anh em nhé, dài tay 66. Đây, con này thì kiểu mặc lịch sự ấy, anh em có thể mặc đi làm hoặc là đi những sự kiện sang trọng ấy. Ta cần lịch sự ấy. Đây, con này là chất liệu cốt tông nhá. Đây, tác này. Mã M10 nhé. À, mã tiếp theo này. À, một em Givenchy nhé, Givenchy này, mã M11 này, vai 48, bụng 53, dài 72 nhé. Con này áo sơ mi cộc tay này, Givenchy. Đây, con tiết theo của Givenchy này. Đây, ở cổ nó còn có một cái lớp này nhé. Đây, lớp chống xù đây anh em này, đây, có một lớp này. Đây, đấy, Givenchy này, con size 100 nhé. À, con này độ mới nó có rơi khoảng độ 88% anh em nhé. À, vai 48, bụng 53, dài 72 nhé. Đây, tác này. Con này là 60% cốt tông, còn lại là polyester. Đây, hàng made in Korea nhé, made in Korea. Đây, con này là màu nâu nhé, à, màu, con này màu tím nhạt anh em nhé. Tím nhạt họa tiết kẻ. Tím nhạt họa tiết kẻ. À, mã M11 này. À, mã tiếp theo này, một em con này là của Lavot này, ui, màu này cực đẹp luôn nhá. Cái chất vải con này cũng kiểu chất vải polyester siêu mỏng anh em nhá, mặc như không mặc luôn, cực sướng luôn đây. Màu rất đẹp luôn, rất là lôi cuốn luôn này anh em này. Đây, cúc này anh em này, cúc gỗ rất đẹp luôn. Đây còn cái tag cửa hàng Nhật này. Đây, con này thì độ mới nó cũng rơi tầm khoảng 90% anh em nhé, áo rất mới đấy. Mã M12 này, vai 48, bụng 53, dài 69 nhé, và dài tay là 55. Đây, tác này em nhé, con này mình China, tác này. Mã M12 này. À, mã tiếp theo này. Ui ôi, một em áo sơ mi nhá, màu này anh em nhìn này, những con áo màu trông có mê không. À, con này thì là cũng cổ áo nhá, con này rất mới này, mới 95% anh em nhé, áo như áo mới nhá. Đây, Lauren Club này. Đây, trông quần áo trông rất nghệ sĩ luôn. À, cái tay của nó nhá anh em, tay bo này. Đây, đây cúc này anh em này, nhìn cực đẹp luôn, màu con áo này rất đẹp luôn, nhìn cực mê. Mã M13 này, vai 49, bụng 59, dài 68 và dài tay là 56 anh em nhé. Dài tay 56 này. Con này là cốt tông 100%. Này, tác này. Chất liệu cốt tông anh em nhé, cốt tông. Ôi cái màu áo này trông nhìn phát thấy mê luôn. Mã tiếp theo này. Con này là của Manhattan nhé, New York này. New York hàng Mỹ nhé. Cúc rất đẹp luôn anh em nhìn này, từng con cúc của nó này. Đây, con này cũng mới khoảng 95%, nhiều mới luôn anh em. Con này cũng vải siêu mỏng nhá, mặc như không mặc, siêu mỏng luôn, họa tiết hoa, vạt bầu, rất đẹp luôn. Đây, có túi đây anh em nhé, đây, túi này. Đây, con này là polyester 100% nhá. Đây. Đây.
Mã M14 này, vai 51, bụng 58, dài 73 và dài tay là 57 nha anh em. Mã M14 này. À, mã tiếp theo này, một em Valentino nhá, form size M này. Valentino này, áo cũng màu tím này. Đây, đéo sang nhiều áo màu tím thế không biết. Đây, cúp dập hiệu anh em nhá, cúp dập hiệu này. Đây, họa tiết theo này, cực đẹp luôn này. Theo Valentino này. Mario Valentino nhá, con này mới 95%. Áo Valentino con nào cũng phải vài triệu, 6-7 triệu anh em nhá. Mã M15 này, vai 48, bụng 55, dài 72 và dài tay là 57. Dài tay 57 này. Con này là polyester 100% nhá. Con này hàng made in Japan này, tác như mới luôn. Áo rất mới. Mã M15. Đây, tay của nó đây, cúc nào cũng được dập hiệu hết anh em nhé. À, mã tiếp theo này, em Gucci nhá. Mấy em Gucci trắng này, trắng tinh luôn anh em này. Mới trên 90% luôn này. Áo Gucci con nào cũng phải 1000 đô anh em nhé. Đây, cúc dập hiệu này. Túi này anh em nhé, túi này. Túi trơn, con này nói chung áo trơn đấy. Mã M16 này. Vai 55, bụng 59, dài 81 và dài tay là 69 anh em nhé. Đây con này made in Italy nhá, hàng made in Italy luôn này, tag này. Mã M16 này. À, mã tiếp theo này, của em Dolce & Gabbana nhé, con này cũng hàng made in Italy nhé. Đây, Dolce & Gabbana này, con này cũng mới khoảng 90% nhé anh em nhé. 19% cúc cũng dập hiệu là cúc ngọc trai dập hiệu này, cực đẹp luôn. Mã M17 này, vai 46, bụng 52, dài 80 nhé. Đây, cũng kiểu áo anh em mặc sơ vin nhé. Áo anh em mặc sơ vin này. Đây, tạc to thế mới Italy nhá, cốt tông 100%, tạc này rất nét luôn. À, con này 500.000 anh em nhé, cái là con Gucci bán 500 anh em nhé. À, mã M17. À, mã tiếp theo này, bọn em con này vải của vải cắt hải ấy, con này của Vason này, con size L này. Đây, con này thì cũng mới 95%. À, hơn chứ, con này polyester nguyên tác anh em nhé, nguyên tác. Đấy, cúc này em này, rất đẹp luôn, những con áo hiệu như này. Mã M18 này, vai 50, bụng 57, dài 71 và dài tay là 56 anh em nhé. Dài tay 56 này. Đây, con này polyester 100% nhé, và nó là vải cắt hải đấy anh em ạ. Đây. Mã M18 này. À, mã tiếp theo này, à, con này mã M19 này, của em áo họa tiết thêu trông cực kỳ nghệ luôn anh em này. Đây này, họa tiết thêu nhá, tất cả là thêu này, thêu con mèo này, thêu này anh em nhìn này, rất đẹp luôn nhá, thêu này, thêu chữ khét này. Đây, cúc cũng óng ánh nhá, không hề có con nào cúc trơn anh em, tất cả cái con áo siêu phẩm này con nào thì cúc cực kỳ đẹp luôn. À, mã M19 này, vai 47, bụng 58, dài 69 và dài tay là 56 anh em nhé, dài tay 56. Con này như áo mới anh em nhé. Con này là rayon, chất liệu rayon nhé, rayon 100%. Đây, rất mềm và mượt, mặc cực kỳ mát luôn. Mã M19. À, mã tiếp theo này. Ở mã M20, một em Burberry Black Label, con size số 2 nhá. Con này mới khoảng 90% anh em nhé. Đây, họa tiết thêu này, thêu này. Ở cúc cũng dập hiệu nha anh em nhé, cúc cũng dập hiệu này. Ở mã M20 này, vai 43, bụng 48, dài 70 anh em nhé. Đây, hai cúc dự phòng này, tác này, con này là hàng made in Japan nhé. Đây, tác hơi mờ này. Ở mã M20 này. Ở mã tiếp theo này,
Một em củ vải cát hải chấm bi nhá, cúc vỏ sò này, đẹp luôn này anh em này. Cúc vỏ sò luôn nhá, cổ tàu này. Đây. Con này của Simaka Sport. Đây. Mã M21 này, vai 45, bụng 56, dài 70 và dài tay là 56 anh em nhé. Dài tay 56. Đấy, những cái con dài tay tầm 50 55 57 ấy. Đấy, là nó chỉ đến tầm chỗ này thôi anh em nhé. Đây. Đấy, để cho anh em mình đeo phụ kiện cái thứ trông rất là xa. Đây, cúc dự phòng này, con này vải cắt hải nhá, đèn lật tác nó con này bị mờ mất rồi. Nhưng mà con này cũng rất là mới anh em này, con này là nó em cảm giác nó phải mới tầm 95% như mới luôn. Mã M21 này. Mã tiếp theo này, Sasolino nhá, con này áo đen này, áo đen cổ tàu nhá, đây một cái áo phong cách áo đen trơn đó, nhưng mà kiểu áo các thứ phong cách trông cực kỳ sang luôn. Đây áo rất mới nha anh em nhá, con này mới khoảng 95%, đây có túi này, có túi này. Mã M22, vai 47, bụng 52, dài 70 và dài tay là 57 anh em nhé. Dài tay 57. Đây, tang rất mới luôn, made in Indonesia nhé. 65% polyester, còn lại là cốt tông. Đây. Mã M22. Mã tiếp theo này, menswear nhé. Ui, áo này. Màu rất đẹp luôn anh em này. Đây, con này các chú các bác mặc rất là phù hợp nhé. Cúc nó làm rất là đẹp này anh em nhìn này, cúc này. Đây, con này độ mới khoảng 95% nhá, áo như áo mới luôn. Đây, có hai túi luôn này anh em nhá, hai túi hai bên luôn này. Mã M23 này, vai 44, bụng 52, dài 70. Dài tay là 55 anh em nhá. Dài tay 55 này. Đây. Con này là polyester 100% tác này. Đây. Đây, nó là vải cắt hải anh em nhá, đây này. Anh em nhìn này cái chất vải này. Mã M23 này. Mã tiếp theo này. Con này của Minstone này. Ui, cũng màu đen anh em nhé. Cũng màu đen rất lôi cuốn luôn này. Con này kiểu vải cũng siêu mỏng ấy. Vải cũng kiểu polyester mặc như không mặc luôn. Mã M24 này. Vai 50, bụng 61, dài 73 và dài tay là 57. Dài tay 57. Đây. Áo rất mỏng nhé. Đây. Polyester 100% tác đây. Tác ngoài hơi mờ một tí rồi, mà chất áo rất mới nhá. Mã tiếp theo này, Franco Colenzino này, đây cũng kiểu áo Paris anh em. Đây. Con này mới cũng 95% này, áo họa tiết kẻ sọc rất đẹp luôn này. Đẹp luôn này, cực sang luôn. Mã M25 này, vai 46, bụng 55, dài 73 và dài tay là 57 anh em nhé. Dài tay 57. Đây, tác này. Con này là 55% là polyester, lại là cốt tông, tác như mới. Mã M25 này. Mã tiếp theo này, Black Number nhé, cũng áo màu đen anh em nhé. Mã M26 này, vai 50, bụng 56, dài 67, dài tay 57 anh em nhé, dài tay 57. Áo rất mới luôn, con này cũng 95% nhé, Black Number như áo mới luôn. Đây, polyester 100%. Mã tiếp theo này, con này, ôi con này cũng vải siêu mỏng anh em nhé. Connect này, con này Mechina nhé, Connect này, đây màu kiểu màu xi măng anh em nhé. Đây, đây cái màu này, xong cúc áo này, anh em nhìn, phối màu rất đẹp luôn này, áo siêu mỏng. Mã M27 này, vai 51, bụng 62, dài 72 và dài tay là 59 anh em nhé. Dài tay 59 này. Đây, tác này. Tác này. Đây, con này cũng polyester 100% này. Mã M27 này. Tiếp theo này, em Mario Valentino tiếp anh em nhé, áo sơ mi cộc tay. Mario Valentino, mã M28 này, vai 47, bụng 51, dài 76 anh em nhé. Đây, con này rất mới nhé, con này mới cũng phải trên 90%.
Đây, áo Valentino. Đây, tag đây anh em nhé. Đây. Đây, tag đây. Con này tag hơi mờ rồi. Đây, con này tag mờ rồi. Ở mã M28 này. Ở mã tiếp theo này, mã M29 nhá. Đây, lại một em áo rất là mềm luôn anh em nhé. M29 này, vai 49, bụng 52, dài 69 và dài tay là 53. Dài tay 53 nhá, một em áo hoa nhá. Mã tiếp rất dịu luôn. Rất là mát luôn anh em này. Mã tiếp rất là mát luôn. Đây, con này độ mới cũng khoảng trên 90% anh em nhé. Đây, con này polyester 100% này. Đáp này. Đấy, cũng kiểu vải siêu mỏng. Vặt ngang em nhé, vặt ngang. Mã M29 này. Và mã cuối cùng nhé, mã cuối cùng em lên cho anh em một con Burberry nhé. Đây, mã tiếp theo này, tiếp theo nhé. Đây. Con này cúc trơn này, cúc trơn ở trên này nó bị không có tác, nó mới cắt rồi sao. Mã M30 này, vai 52, bụng 64, dài 78 anh em nhé. Dài 78. Đây, con này là hàng made in sản xuất tại Bồ Đào Nha nhé, tầm 100%. Đây, tác này. Con này tác hơi mờ mất rồi. Mã M30. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng 30 mã áo sơ mi cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú, các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với em Dương theo số hotline bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye!